Ảnh của chị Hồng Anh năm nay 40 tuổi và tình trạng da của chị bị lão hóa, bị chảy xệ này. Đó, quý vị thân mến. Và sau đây chúng ta sẽ được xem cái kết quả cả mặt của chị sau khi làm công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm, công nghệ độc quyền tại thẩm mỹ quốc tế Bali với công nghệ đó là trẻ hóa từ trong khoang miệng. Đó, chị Hồng Anh ơi, khi mà mình làm xong cả mặt rồi ấy thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Mình chưa soi gương, mình cảm nhận trên làn da của mình thôi. Cảm thấy là nó căng ra. Vâng, nó căng, nó săn. Rất là săn đúng không ạ? Vậy thì em không để chị chờ đợi và hồi hộp nữa, mình sẽ xem kết quả ngay bây giờ em chị nhá. Chị hồi hộp rồi ấy. Đó. Để chị nhìn hai bên này ạ. Ôi trời ơi, đẹp quá mức tưởng tượng luôn ấy. Đẹp lắm em ạ. Có đúng như cam kết ban đầu mà chúng em đã nói với chị không ạ? Không những về được tuổi thật mà trẻ hơn cả tuổi thật. Chị cứ nghĩ là nếu mà không đúng thì chị sẽ bất đền em. Nhưng mà bây giờ nó đẹp hơn cả sức tưởng tượng của chị. Vâng, bây đẹp, giờ da rất căng, là săn, đẹp rồi. Hết rãnh cười nhá. Em nhìn vừa nãy chị cười không có. Vâng ạ. Nếp nhăn ở đuôi mắt cũng không còn nữa. Vâng, rất là đẹp. Đó, đấy, quý vị có thể thấy đây ạ. Đặc biệt là cái phần này chị thấy nó bên này hơn. Cái gương mặt của mình bây giờ nó không phải cái cảm giác bè ra nữa đúng không? Thon gọn hơn. Đó, quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi livestream thì có thể thấy đây là chính kết quả của chị Hồng Ngợi Anh sau khi làm công nghệ nâng cơ siêu vi điểm tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Và mọi người có tin chị Hồng Anh năm nay 40 tuổi không ạ? Sau khi chị làm xong thì giờ 25 nhé. Đúng rồi. 25 tuổi thôi chứ không phải là 40 đâu, rất là trẻ và đẹp. Đó. Thế này xong về chị phải chăm sóc gì không? À vâng, bác sĩ sẽ dặn chị nhé. Riêng đối với quá trình chăm sóc thì về nhà chị cũng không cần phức tạp nhiều, chị chỉ cần dùng nước ấm cho em trong những ngày đầu, không cúi gập, không làm chăm sóc, và điều đặc biệt là luôn luôn sử dụng kem giữ ẩm và kem chống nắng giúp em. Để kem giữ ẩm thì có tác dụng là bảo vệ da, nó làm ẩm hơn. Kem chống nắng thì nó sẽ giúp bảo vệ cái làn da khỏi những cái tia cực tím và làm những cái màn hình máy tính của mình làm việc trong cái thời gian khá là dài. Thế bao nhiêu lâu thì chị lại quay lại gặp em? Khoảng độ 3 tuần nữa thì em vẫn mời chị qua để mình kiểm tra. Tại vì riêng đối với những cái công nghệ nâng cơ siêu vi điểm của bên Bali độc quyền bên em thì nó có một cái ưu điểm vượt trội là không phải dừng cái hiệu quả ngay hôm nay, mà hiệu quả nó còn tiếp tục theo từng tháng nữa. 1 tháng chị đã thấy tác dụng nhiều hơn, 2 tháng lại tiếp tục, 3 tháng nó vẫn tăng sinh. Tức là ngày, nó tăng sinh và nó đẹp lên. Đúng rồi, nó sẽ dần dần nó tăng sinh trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng. Đẹp rồi, mà lại càng ngày càng đẹp hơn. 3 đến 6 tháng nó còn tiếp tục tăng sinh nữa đấy ạ. Chỉ 1 tháng nữa thôi, đúng vào dịp Tết thì em tin là da của chị sẽ còn đẹp hơn ngày hôm nay. Ôi giời ơi, cảm ơn bác sĩ. Đó, quý vị thân mến, đây chính là kết quả của công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm, công nghệ trẻ hóa từ trong khoang miệng được thẩm mỹ quốc tế Bali độc quyền, cũng như là công nghệ mới nhất trong năm 2021. Đó, quý vị có thể thấy đó, da rất là căng, rất là đẹp. Ngày trước thì chị Hồng Anh có chia sẻ là da của chị bị lão hóa đúng không? Không chăm sóc được. Chảy xệ, trông già hơn cả chồng ấy. Vâng, đi cùng mất tự tin lắm. Vâng, bây giờ thì chắc chắn là đẹp hơn, là tự tin sải bước cùng chồng, là đặc biệt biệt là tung tăng rực rỡ trong ngày Tết rồi. Em xin chúc mừng chị với cái kết quả của mình đã nhận được ngày hôm nay, và em tin là một thời gian nữa nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều chị ạ. Cảm ơn em. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Vâng ạ. Và quý vị thân mến, quý vị có thể thấy đây chính là cái kết quả rõ rệt nhất cho công nghệ Bali nâng cơ siêu vi điểm tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Và quý vị có thắc mắc gì cũng có thể đến trực tiếp thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hoặc có thể gọi điện qua hotline là 0386 463 463 để được giải đáp thắc mắc cũng như là đặt lịch tư vấn nhé. Thẩm mỹ quốc tế Bali rất vui khi được đón tiếp quý vị khách hàng, và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream lần sau. Xin chào và gặp lại.